Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Kinh tế Tài chính được phát sóng vào sáng thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Canon TV. Chương trình hôm nay sẽ gồm những nội dung chính sau đây. Hội thảo rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết TTP-LVFTA. Ngân hàng bồi hoàn tổn thất cho chủ thẻ. Liên kết giữa ngân hàng quân đội MB và ngân hàng Shinsei Bank Nhật Bản. Black Friday, ngày hội dành cho các tín đồ mua sắm. USD đạt giá đỉnh điểm. Thiếu hụt tiền mặt ở Ấn Độ. Nhằm tìm kiếm các giải pháp để đảm bảo mục tiêu thu hút vốn đầu tư và thực hiện cam kết hỗ trợ các nhóm chủ thể tại Việt Nam, ngày 25 tháng 11, Đại sứ quán Anh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết TTP-LVFTA về sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực mà các đối tác thương mại lớn, đặc biệt là TPP và Liên minh châu Âu-EU rất quan tâm và có đòi hỏi cao. Điều này cho thấy, nếu Việt Nam có điều chỉnh hợp lý trong lĩnh vực này, thì khả năng thu hút đầu tư sẽ được tăng trưởng. Báo cáo của các nhóm chuyên gia về kết quả rà soát cho thấy, phần lớn các cam kết của Việt Nam đã tương thích hoàn toàn với các cam kết của TPP và EVFTA, nhưng theo thực tế cho thấy, vẫn còn khá nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện thị trường, nên khuyến nghị Việt Nam cân nhắc việc sửa đổi pháp luật nội địa tương ứng với quy định để tạo một sân chơi chung, lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tuân thủ các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các yêu cầu của TPP thì mang lại lợi ích rất là lớn cho doanh nghiệp, cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như cho các hoạt động sáng tạo của Việt Nam. Tất nhiên là đối với các cam kết của TPP hiện nay thì có một số cam kết nó có vẻ như là cao hơn so với các cái quy định của bộ luật của Việt Nam. Của ngân hàng nhà nước, chủ thể sẽ được bồi hoàn những tổn thất không phải do lỗi của mình sau 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả tra soát. Nếu những tổn thất không do lỗi của chủ thẻ hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng thỏa thuận tại hợp đồng, ngân hàng phải bồi hoàn tối đa trong 5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả tra soát. Ngoài ra, thời hạn tối đa các tổ chức phát hành thẻ phải thông báo kết quả tra soát là 45 ngày. Nếu hết thời hạn xử lý, đề nghị tra soát, khiếu nại theo thỏa thuận tại hợp đồng mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào, thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, tổ chức phát hành thẻ phải thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền, phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên. Với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, ngân hàng nhà nước quy định việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu xác định không có yếu tố tội phạm, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại trong 15 ngày làm việc. Tỷ giá ngoại tệ tiếp tục diễn biến theo xu hướng tăng rất mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác do giới đầu tư nhận được tín hiệu tốt từ kinh tế Mỹ và các cơ quan quản lý tiền tệ của nước này. Bloomberg Dollar Spot Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng đô la so với 10 đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,6% vào cuối phiên giao dịch ngày 23 tháng 11 tại New York, đạt mức cao nhất kể từ năm 2005. Trong đó, tỷ giá đồng đô la so với đồng yên Nhật tăng 1,2%, đạt mức 112,52 yên đổi 1 đô la. Với việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 12, gần như đã chắc chắn, giới đầu tư đang đánh giá sâu hơn về triển vọng lãi suất đồng bạc xanh vào năm tới. Khả năng Fed tăng thêm lãi suất trước tháng 6 năm 2017 hiện là 50%. Giới đầu tư và các nhà phân tích cho rằng chính sách của Tổng thống Trump sẽ kéo lạm phát ở Mỹ gia tăng, theo đó sẽ dẫn tới lãi suất cao hơn. Điều này khiến đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn, thu hút các dòng vốn chảy từ các thị trường mới nổi về Mỹ để đón đầu lợi nhuận. Mới du nhập vào Việt Nam được khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng Black Friday đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất năm của các tín đồ mua sắm tại Việt Nam với hàng loạt các mặt hàng giảm giá tới 50%. Black Friday, hay còn gọi là ngày thứ sáu đen, được ấn định vào thứ sáu đầu tiên sau ngày lễ tạ ơn, một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada. Black Friday năm nay rơi vào ngày 25 tháng 11, nhiều cửa hàng tưng bừng khuyến mại, nhiều mặt hàng giảm giá lên tới 50%.
Tại các trung tâm mua sắm lớn như Lotte, Vincom, MediaMarkt, nhiều người đã xếp hàng từ sáng tinh mơ để đợi đến giờ mở cửa. Một số bãi gửi xe tạm thời đóng cửa không nhận thêm. Bên trong các gian hàng, khách phải đứng xếp hàng dài để chờ thanh toán. Những mặt hàng được quan tâm nhiều nhất là quần áo, thời trang, túi sách và mỹ phẩm. Ngày 21 tháng 11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Việt Nam và Ngân hàng Shinsei Bank Nhật Bản đã tổ chức lễ ký hợp đồng liên doanh và hợp đồng chuyển nhượng vốn công ty tài chính tiêu dùng. Tham dự lễ ký kết có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Ban lãnh đạo Shinsei Bank và Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. M-Credit là công ty tài chính tiêu dùng do MB sở hữu 100% vốn sau khi triển khai tái cơ cấu thành công ty tài chính cổ phần Sông Đà. Theo hợp đồng được ký kết, MB sẽ chuyển nhượng 49% vốn góp tại M-Credit cho Shinsei Bank. Hai bên kỳ vọng sẽ hoàn thành mô hình liên doanh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng trong năm 2017 với tên gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính tiêu dùng MB Shinsei. Ông Nakamura, Phó Chủ tịch Ngân hàng Shinsei cho biết, chúng tôi tin rằng việc hợp tác giữa Shinsei Bank, một ngân hàng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, và MB, ngân hàng uy tín, quản trị rủi ro hàng đầu tại Việt Nam, sẽ đem đến nhiều cơ hội mới, giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của M-Credit tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam và dự án hợp tác với MB là một dự án có tầm quan trọng rất lớn của Shinsei Bank tại thị trường nước ngoài. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB, ông Lê Hữu Đức cho biết, hợp tác liên doanh với ngân hàng Shinsei là yếu tố then chốt để công ty M-Credit hoạt động thành công dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng của Shinsei. Dự án này không chỉ mang lại lợi ích cho MB và Shinsei Bank mà còn góp phần xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam lành mạnh và làm bền vững hơn quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tình hình thiếu tiền mặt tại Ấn Độ vẫn chưa suy giảm, thậm chí đã trở nên căng thẳng hơn với các vụ biểu tình của phe đối lập và xung đột giữa người dân với cảnh sát tại các trụ sở ngân hàng. A large crowd of customers had gathered outside a bank in India's northern Uttar Pradesh state. They were trying to force their way inside when police holding batons charged into the crowd. Local officials say one officer has now been suspended from duty and another has been transferred. Crowds have gathered at banks across India to exchange 500 rupee and 1,000 rupee notes since the government abolished the bills earlier this month. Opposition lawmakers staged a demonstration outside the parliament building in New Delhi to protest the move, with one accusing Prime Minister Narendra Modi of conducting an impromptu financial experiment. Modi announced the withdrawal of the notes as part of a massive crackdown on tax evasion, corruption, and forgery. But the move has left many Indians struggling to pay for basic goods like food and fuel. Holders of large notes have until December 30th to exchange them for new, smaller bills. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kinh tế tài chính của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.